Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTVN. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới tác động của khối không khí lạnh tràn xuống nước ta, Bắc Bộ sẽ có mưa rào làm nhiệt độ giảm mạnh. Ở khu vực Trung Du, miền núi với nhiệt độ chỉ từ 19 đến 20 độ. Còn các tỉnh, vùng đồng bằng và Trung Du bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 19 đến 21 độ. Còn Bắc Bộ trời chuyển rét. Lưu xuống miền Trung, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh cũng tác động gây mưa ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An. Đến gần trưa, vùng mưa sẽ lan rộng xuống các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sau đó đến chiều và tối, mưa sẽ tiếp tục tràn xuống khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Do mưa kèm không khí lạnh nên trong sáng nay, nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh vẫn còn mức từ 24 đến 26 độ. Nhưng đến chiều và tối, nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ, trời chuyển rét. Trong khi đó, nhiệt độ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chỉ từ 25 đến 28 độ. Về chiều và tối, khu vực này trời cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp xuống dưới 19 độ. Còn đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ vẫn cao từ 29 đến 32 độ. Thời tiết ấm áp nhất là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày hôm nay có nắng nhẹ. Đến chiều và tối, ở khu vực Nam Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ lại có mưa rải rác vài nơi. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ duy trì ở mức nhiệt từ 31 đến 33 độ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực vùng biển ở từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 lên cấp 7. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.